chung là tới sân Hải Phòng làm khách thì lúc nào cũng khó khăn. Tụi em thì xác định thì chỉ đá kiếm một điểm là tốt. Mà trận đấu hôm nay thì anh em đã cố gắng là 3 điểm là đạt hơn cả mong muốn. Cũng được 3 điểm này là cũng đã nỗ lực từ tất cả các anh em từ phòng ngự lẫn tấn công. Đó là lối đá kiên trì, hợp lý của huấn viên đưa ra nên được thành tích ngày hôm nay thì tụi em cũng rất là xứng đáng. Không có gì gọi là bất ngờ cả. Đội Sài Gòn cũng giành chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Hà Nội và trước Hải Phòng thì cũng có chiến thắng 2-0. Vậy thì đá với Hà Nội có khác khi đá với câu lạc bộ Hải Phòng? Dạ, tất nhiên đá với đương kim vô địch thì nó phải khó khăn hơn. Gặp câu lạc bộ Hà Nội thì bất kể câu lạc bộ V-League nào thì cũng chơi phòng ngự phản công thôi. Tụi em thắng Hà Nội thì một phần là nỗ lực và nhờ may mắn chứ không phải gọi là ấy. Nói chung bóng đá là phải có nỗ lực và có một chút may mắn là mới có thành công. Trận hôm nay thì nói chung là cũng dễ dàng hơn là trận Hà Nội thì người ta tạo ra rất nhiều cơ hội mà người ta không ghi bàn được nên tụi em bảo vệ được tỷ số nên cũng may mắn thôi. Còn trận Hải Phòng thì nói chung là tụi em đá cự ly đồ hình thì cũng ổn hơn, gây cho Hải Phòng không có một cơ hội nào để làm ảnh hưởng tới cầu môn. Nhưng mà Bước vào trận đấu với Hải Phòng thì một đối thủ yếu Hà Nội thì huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã áp đặt cái lối chơi gì cho câu lạc bộ Sài Gòn và đặc biệt là người cầm trịch tuyến giữa như Cao Văn Triển? Dạ, tụi em thì xác định là đá chậm, kiên trì và đưa bóng ra hai biên, và những tình huống cố định thì càng chậm càng tốt vì sân khách thì tụi em xác định chỉ một điểm thôi. May mắn thì tình huống cố định thì tụi em đã dẫn bàn và được 3 điểm thì đó là thành công của đưa ra chiến thuật của huấn viên đưa ra thì tụi em tuân thủ rất là thành công. Xin chúc mừng Cao Văn Triển và toàn bộ câu lạc bộ Sài Gòn.